Tối nay tôi lại nằm bao, tôi thấy bà Chúa về bà dạy. Bà đó, cái đó là nói về khai căn, mở mở căn và tịnh nghiệp, rồi có thể là giấy bán đất đai hoặc nhà cửa. Nếu bán đất đai thì giấy vào buổi sáng 6 giờ buổi sáng tới 8 giờ, 9 giờ là nó qua cái chu kỳ trời mọc lên là không giấy, đó là giấy chư tiên. Làm ăn ở trong một cái góc độ nào giá bà Chúa đi, mà bà nói á, cái này bà về nói để cho biết, rồi nói cho nếu cộng đồng mạng bắt được cũng không có hỏi cô qua làm gì. Nếu có duyên về núi thăm, ghé thăm cô qua là đủ rồi. Còn cái giá này là làm y chang bà nói, cách này là thiên hoàng mở cửa, các lăng địa hoàng cũng mở chính từng ngục môn, có cái sự ban phát thưởng phạt, mà chính cái người con đạo đó biết sám hối. Giá gian thì ở trên mới tha, chứ không mượn người khác cầu, hay không phải đem tiền mà cầu được. Thì bà kêu quá thấp á, cái này bà mới chỉ hồi tối. Thật sự hôm gài là tôi chỉ thấp theo chữ dạng thôi. Chữ dạng là bà nói là cái cát căn mà đao ông lên bà xuống cái phần phất nhập. Bởi vì Đức Phật Thầy cũng là có chữ dạng, mà Đức Phật Tổ Thích Ca cũng là chữ dạng. Đó, nên thấp theo hình chữ dạng 36 cây đèn một đêm một à. Rồi cầu ở trước là cầu cho nó là thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên hoa hải hội thượng Phật chứng minh, rồi cửu quyền thất tổ chư quan trăm quan hộ độ cho con tên gì họ gì. Nếu các phần căn nào trong cửu quyền bên nội bên ngoại, bên vợ bên chồng hay những cái vong u mà ở trong cục đất này có theo độ con, thì bây giờ con đã quy y Phật rồi, xin các vị cùng tu với con. Thì lại 36 lại bốn hướng kia, mỗi một hướng ba hướng kia, lại một hướng ba lại, thì cộng lại 12 là 48 lại. Thì đó là nói về cái việc Phật pháp. Thì lâu rồi thì tôi được ở trên mẫu bề trên dạy, thì hôm mới có tối này tôi lại nằm bao, tôi thấy bà Chúa về bà dạy. Bà đó, cái đó là nói về khai căn, mở căn và tịnh nghiệp, rồi có thể là giấy bán đất đai hoặc nhà cửa. Nếu bán đất đai á thì giải vào buổi sáng 6 giờ buổi sáng tới 8 giờ 9 giờ là nó qua cái chu kỳ trời mọc lên là không giải, đó là giải chư tiên. Để mặn ăn để xin bán cái thổ nhưỡng chỗ nào xin dời đổi, thì nói số nhà là đàng hoàng, là xin với thần hoàng đất đai, cái người phước mặt phước mày của quyền thất tổ phải ban phước cho con. Cái người mà thiếu nợ mà bán được nền nhà để giải quyết có tiền hay không, không đủ phước không bán được, mà khi phước nó đủ rồi thì sẽ bán được. Thì chỉ cầu xin ban phước lành cho chúng con cho được, nghĩa là cũng như được an cư lạc nghiệp, rồi lo phục hiện. Rồi khi mà con dời đổi rồi, con sẽ thỉnh thị của quyền với tất cả tổ tiên về con thờ chiêm bái. Như vậy thì ở trên dạy á, mỗi lần á thì có một củ quyền thờ, có một bát nhang thôi. Mà tối thì mẫu nói bây giờ ở thời cùng cuối rồi, cái người xa con làm thầy thì thờ hình tướng để cho người ta chiêm bái, còn giới đạo ở nhà đó là mỗi nhà thịnh thị đem một miếng củ quyền để cái kỹ. Cái củ quyền trên trước là thờ mẫu và cha trời mẹ mẫu á, không có hình tướng thì thờ ngay cái kỹ thờ giữa cao. Hai bên này thờ bên nội, bên đây thờ bên ngoại. Hai bên có thể là cửu quyền mình, người lớn tuổi và người nhỏ tuổi được vào để ngự trong cái cửu quyền tổ tiên tam bảo. Như vậy thì chỉ thờ như vậy thì cầu xin với cửu quyền, thì muốn bán nhà bán đất thì phải cầu xin với người trong nhà, và đốt hương đèn như tôi nói, và phải miếng thổ nhưỡng đó ở làng xã huyện thì xin ngay cái ông thổ thần thổ trạch của làng xã huyện đó cho con được đổi thân gia này. Khi mà con có được căn hộ khác, con sẽ thờ các vị và con nguyện phục thiện. Như vậy thì ban phước lành thì quý vị có phước mới không thiếu nợ nè, có phước mới sắp xếp cái cuộc sống ổn thỏa nè, có phước nó mới có sự ăn vui, nên cái phước là lớn nhất. Còn bây giờ là thờ ở trong đất đai mằng ăn, cái tư tưởng đâu thờ như vậy thì bây giờ mậu bà Chúa gì nó không phải. Bên á, trăm quan á
là không chịu đi thử dạng vì còn còn phải chắn đấu diệt bạo trừ gian, còn đồng tiền thế gian để mà lo cho bách gia bách tánh. Thì bà chú xứ việc chỉ như thế này chúng tôi mới hài lòng. Thì bên mấy ổng chỉ mấy ông bên Trăm Quan về thì thỉnh thị là sắp cái đèn 36 hay 18 gì không biết, mà sợ hay sắp cái đèn giống hay 9 cây hay 7 cây như cái ngọn tháp vậy nè, thì ngay chính giữa sắp một cái vòng, cái đèn vòng tròn không chính giữa trên, để thay vì cái tháp gì nè, ngay chính giữa này thắp như cái vòng là thắp cho mẹ đó, là thắp cho bên con gái. Thì cầu mằng ăn gia đạo gia đình con cái gì thành tâm hằng cầu thì sẽ vượt qua tai qua nạn khỏi, chứ không có thầy bà nào cỡ này mà chính gánh cái nghiệp cho anh được. Thì tôi cũng mong trên cộng đồng mạng khi xem là nhớ làm cái này, tại cái này là bà chúa mới kêu thỉnh thị thêm, vì Trăm Quan các ngày là làm như cái tháp gì để một cái vòng để cầu mằng ăn, như là mua bán rồi đôi khi quán tiệm rồi quán nhậu đồ nó cầu đủ thứ. Thì ở trên mà nếu chữ dạng cầu thì Phật không có cho. Dạng pháp quy chức là người đó cầu căn nè, cầu có thể bán nhà nè, cầu có thể cho con cái các cái dòng gia đừng theo con tu hành thì được. Nhưng mà cầu mằng ăn bà mới nói sắp như cái tháp gì bên hàng thánh mấy bằng. Chữ dạng là dạng pháp quy nhất để lo cho con người tu lựa người đến hội Long Hoa mà thôi. Nên mằng ăn rất là hiếm. Như vậy thì mình quay như cái tháp rồi hằng cầu hằng đêm, muốn ra tiệm quán, muốn làm ăn, muốn bán nhà, muốn bán đất, con cái quậy quọ, vợ chồng gây gà, hãy cầu y như vậy thì mình ở hàng thánh nào thì hàng đó ta sẽ ban. Giống như của Lục Cung Thị Kiều rồi năm mẹ đó, bà Kim, bà Mộc, bà Thủy, bà Quả, bà Thổ, còn Trăm Quan chư vị của các tiền triều, người ta trở lại người ta coi con cháu nó có phạm cái gì cộng gì thì người ta tha. Thành tâm thì anh biết không, anh bán cái tiệm đó ế nhệ, bán không được đi, đóng cửa đi, mà anh cầu vậy thành tâm, anh mở cửa ra anh bán thì tôi sẽ nói vậy mới chút. Bán rất là đắt, rất là nhiều. Còn bình thường là mình cầu á, mỗi lần tôi bị tôi cũng nằm tôi ngủ thì tôi thấy mẫu già mẫu dạy mẫu nói là chầu chữ dạng thì ở trên nó dạng pháp quy nhất cầu đạo, cầu đời, cầu trí tuệ, cầu bệnh, cầu sức khỏe. Còn mằng ăn là phải thắp cái đèn như cây tháp vậy, đặng người ta biết là mình cầu cái gì. Đó là cũng nói trên cộng đồng mạng. Và với anh thứ mấy tên gì? Dạ, tôi thứ bảy. Tên Châu. Thì ở nhận cái điển nói là một ngày nào anh cũng sẽ làm thầy dắt chúng độ đời được. Dạ. Anh là một vị thay thế của các vị để ra làm công việc. Và dạ, Ngài Quan Thánh sẽ giao trách nhiệm với cả. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Tôi nhận cái điển sao tôi nói vậy. Dạ. Thì cũng tặng cho mấy anh bài thơ chung hết đi. Dạ. Chứ tôi giờ tôi nói hết nổi rồi khác rồi. Dạ. Sàng 25 có duyên gặp gỡ Ngô Cơ Quyền nhắc nhở đổi câu, chuyện xoay nhân loại toàn cầu để cho đời biết ngõ hầu tu nhanh. Đồi dơ huynh điện thánh quan thành giúp cho đời cụ cánh ngừ mê, dẫn con nẻo thiện quay về làm thầy độ trẻ ngữ về rất đông. Phải thình thì với ông mới được, lần này đây là phước nhân sanh cho khắp nơi bá tánh tu hành, lòng qua khởi đêm điều lành nhận thôi. Nghiệp xưa chắc trả xong rồi, nhờ con nuôi trẻ chỗ ngồi an cư. Từ đại hội phóng ngự từng lớp, có những người theo khớp chinh nguyên, các vị con của mẫu tiên hãy nên cố gắng để mà mở căn. Cò tô cố ta phong lăng điển huệ là nói cho em quên tên không nhớ.
Cò tổ cô phong lặng điện huệ cho cô cương quý thề an khang, chắc là con của mẫu hoàng, hãy nên cố gắng xếp hàng vào thôi. Còn hiền mùi tu rồi kịp trước, kiếp này đây mới bước vào tu, thôi thì cố gắng công phu để duyên trọn vẹn cho cụ quả long. Cụ quả long là gắn quả gồng, xấu quả gồng. Còn em tên gì quên hả? Hả? Khanh hả? Đồn thị Khanh. Khanh. Mời nghe văn pháp một bài cho ngự đoạn thị đệ tài tiếp theo. Khanh ơi gương sáng phải treo, đừng than xá đôi thoát nghèo từ đây. Dầu tô cố phương Tây mẹ đồ, có Quan Âm cứu khổ từ lâu. Mẹ luôn mở thoát bộ đầu, cho Khanh biết được người nào đúng sai. Tức là có bà tổ cô và mẫu cũng đã sắp xếp, nhưng mà phải tu nhanh gốc mới được. Có đôi khi mình cũng hơi có những cái sự không nhạy bén lắm. Nội đây cho mấy lời phiên, họ Đoàn cũng được có duyên Phật Thầy. Thì dân nay đã về đây, đó là chung sức chờ Thầy táo đáo lai. Đùng đại hội mơ khai vui vẻ, Thầy trở về nói khẽ đồng môn. Tinh hoa xác thể linh hồn, để rồi tất cả bảo tồn chánh kiên. Đạo phải biết đủ duyên mới ngộ, phước có rồi mới độ được người, phải không? Có phước nói ta nghe. Phước có rồi mới độ được người, từ đây huynh tới tháng 10 mở căn diều trẻ độ người tu nhân. Đó, ở trên nói tới tháng 10 thì huynh là người độ, đôi khi thuốc men hay cái gì phương cách phương tiện để mà diều trẻ, tức là diều đàn con của đạo thay thế, nhưng mà có một cái địa vị ra làm thầy á. Còn mũi này cũng vậy, phải cố gắng những cái mà mình làm được, thì cái thử thách nó cũng không là dễ, nó vượt qua những cái khó khăn thì thử thách nó mới nâng cao. Còn bên mấy em tên gì? Cái gì Nhung? Đây. Một khi trội dòng tiếng giao cho Lê Đoàn à? Cho cái này đón à? Cho nhà họ Phạm được vào nội quy. Đàn ơi chọn đúng chú kỳ, có trên năm mẹ độ thì cho cô, tức là có năm mẹ độ rồi. Và giúp đỡ đêm tố đạo đức, khi ra đời giúp sức bà con, chừng nào đủ phước về non, trợ đời mở đạo không còn phải lo. Dời hồng nhung màu cho trách nhiệm, biết tu rồi tìm kiếm linh quang, cho đời đạo đức dĩ an, là con có điện mẫu hoàng giáo cơ. Tức là có bà tổ cô, nhưng mà bà theo hầu mẫu hầu Quan Âm, cái căn này nó cứng quá à, nên ra khó ra, em thì ra dễ đó, từ từ. Không không phải là dễ ra căn. Rồi từ từ phải kìm, đừng có kìm quá, mình phải ngồi để cái tâm thanh thoát, mình không có suy nghĩ nhiều, mà cũng cấp mình ngồi để cái căn mở, mình cũng không có niệm Phật. Tu hay niệm Phật là hằng ngày, còn khi muốn mở căn em niệm Phật căn cũng không mở được, nên bị chuyển. Mà mình thấy đủ thứ hết, nhưng chuyển hoài ra không được nhất cũng là em. Bên năm mẹ bệnh thì ba chuyển thì phải đau rồi, thì biển có khi lên máu, có khi nhức đầu, nhưng mà bị năm mẹ chuyển là vậy thôi. Chừng nào khai được cái điển của bà quả thì đó là cô chỉ từ giờ đó, mình đi rồi
Về nhà mình đặt bàn cầu nguyện giấy, cái căn mở là cũng như cái tháp vậy đó, là mình là chín cây đèn mà mình sắp vậy nè, để trên một cây giống như cái tháp để mình cầu nguyện, để là mở căn cho cái căn thánh rồi cầu tài. Còn cái chữ dạng là bán là cầu phước, cầu duyên, cầu đạo, đó là có những giai cấp và quan hệ khác nhau. Còn đối với em tên gì, cho ông bài thơ chung luôn. Chờ bài vắng mạnh đổi khấu, chung quy tỏ ngộ đạo màu tới đây. Trời đất đẹp nguyên xây vui vẻ, sao đúng rồi là kẻ đủ căn. Đời đây nguyện cực khó khăn, thôi thì cố gắng có phần điểm tiên. Con có phước có duyên thì ngộ, nguyện ơn trên phổ độ. Đúng sai thánh nhân mới trổ mặt mày, con nên cố gắng chờ ngày phước tăng. Còn bây giờ phải cắn đáo bình, lên máu là sở định thánh nhân. Thôi thì cố gắng kiên cần, học cho rõ biết mới lần thoát qua. Trồng cây trại quả hoa thì tốt, việc chẳng nuôi kể nốt đâu cho. Thôi thì cô Ngọc dặn dò, hãy nên cố gắng qua đò dặn thoa. Như vậy thì hãy cố gắng, ở trên không có cho em chăn nuôi đâu, chỉ nuôi hoa quả mà thôi. Nhớ trồng cây trái rồi từ từ cái bệnh em cô nó đây sẽ hết. Nhớ là dặn không có quên thì dặn lưu tức. Sáng bất cứ một người nào lên máu mà không hạ đó, cứ là lấy một miếng chanh dạch ngay cái xứ ngọ này, giái bủ lên đại lực sĩ Quan Âm Phật, nhỏ bớt nhỏ xuống 1, 2, 3, 4, nam thì 7, nữ thì 9. Rồi cái bệnh lên máu là do cái áp huyết mình nó nóng quá, cái máu nó nóng là nó lên, cái nó mát là nó không có lên. Như vậy thì lầm hết đó là mình đâm cái nhấp cá đó uống với nước dừa tươi. Mình uống một ít thì từ từ nó cũng thay đổi, không hiểu không? Còn nếu không có mà có mình mua một trái dừa, nhưng uống nhớ uống buổi sáng, không có uống buổi tối. Buổi chiều từ uống từ tới 4 giờ là không uống dừa tươi. Thì bắt đầu mình đem miếng dừa tươi nặng vô miếng chanh chua chua. Mà dừa tươi uống nhiều cũng lên máu và lên đường nữa nghe. Uống theo điều độ, chàng ơi tiểu đường mà uống dừa tươi là nó lên đường còn nặng hơn nữa. Nên uống một ít thôi. Nhưng người tiểu đường uống dừa tươi là có uống thì giống như một cái ly, uống từ nửa ly thôi, uống không hết trái, nặng vô miếng chanh. Vì cái chất dừa là cái chất ưu đãi thiên nhiên, nó có thể là đào thải được cái những cái trượt của mình. Vậy thôi nha. Thưa cô, cho cắm hội thêm đường đi định cư. Định cư ở nước ngoài? Dạ. Nó tên họ Phan Trung Nguyên và Đồng Thị Khanh. Một đêm thấy ngộ nhân duyên, từ nơi hải ngoại khác miền căn xương. Nhiều sắc tộc vẫn chưa rõ nét, với cũ quyền xem xét được sao. Về cầu với đấng tối cao, mẹ thiên sẽ đổ được vào hôm nay. Chuyện nay cũng chẳng có gì, những gì mình muốn sẽ đi được mà. Cầu trên dưới đức linh cha, riêng phần cũ vị của bà Lê Sơn. Nam mô Di Đà Phật. Hai người này có duyên ở dưới đức cha Ngọc Đế và mẫu Lê Sơn rất là nhiều, đức thượng thiên. Vì người này gọi là thiện căn, nếu nói về một cái gốc thì nó có nằm vô một cái gốc dân tộc, một cái sắc tộc của một cái đồng đền mà thời xưa mình cũng là hoang hay là quan hay những người có cái tâm căn rất là tốt. Thì bây giờ hãy nên cố gắng
rồi sẽ được định cư, sẽ xong và thành công. Nói gì tất cả huynh với muội cứ cố gắng. Miếng đất là ở đâu? Ở trong làng luôn. Không phải nói trong làng để cô hỏi thăm. À, xã Vĩnh Lương. Thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Miếng đất của em nó có con đường tránh, nó chạy vô cách một cái ngã ba, như cái ngã ba vậy, nhưng không phải ngã ba mà cái đường sẽ vô, phải không? Có cái đường vô, nó cũng có lộ nhưng mà nó lại là con đường phụ của con đường tránh. Ở đó, ở chỗ đó có cái nhà cổ nào không? Mới xây dựng, giống như một cái xóm nhà, giống như khu dân cư, giống như nhà mới xây. Nhưng mà mới xây mà người ta lại xây một cái nhà giàu để mà ta xây nhà hay là dân sự? Nhà cũ mà đập là mới xây lại. Nhà cổ là đập lại xây lại. Tại vì cô nhắm mắt là cô nói thôi, cái đó nó không quan trọng. Cô hỏi cho biết để cô biết cái xuất xứ nó có bán được hay không thôi. Nhưng mà cái đó là ở bên đất của người ta, không phải bên đất em, phải không? Không, thì đi biết rồi mà. Cô nhắm mắt là cô hỏi có cái nhà cũ nào, nhà cổ nào xây lại không, là nó phải vậy là cô coi được. Cái miếng đất em bán được nhưng mà có người cản, không phải dễ để bán đâu. Để một, bởi vì có hai hồi trước đó, trong cái thời chiến tranh đó, đất em bây giờ nó mới làm đường là nó thuộc về nó thành phố thôi, chứ trước nó có một cái giống như một cái chỗ có mã mồ á, có mã mồ á, tôi nói cái mã mồ đi, mồ mã đó, thôi nó lộn cái mồ mã, thành ra có mấy cái vị đó người ta ti lấy cốt nhưng ta cũng vẫn còn giữ đó, thì về thỉnh thị giái người ta. Cô thấy lấy cốt rồi phải không? Lấy cốt xong hết rồi nhưng mà thỉnh thị rồi sẽ bán được. Miếng đất ở đâu? Dạ, ở dưới, cũng là thầy xã Vĩnh Lương. Ở ngay ở thôn Sở Hàm, đường Hàm mà Phạm Văn Đồng, xã Vĩnh Lương là có như vậy. Miếng đất em thì nó có hai con đường phải không? Ai có hai con đường không? Dạ, trước là mặt lộ Phạm Văn Đồng, tiến vô là đường. Nhà có thêm hai con đường. Miếng đất cũng vậy bán. Nhưng mà có người trả không, ai chưa trả hả? Có người trả giá ông, cái miếng đất này dễ bán lắm. Bây giờ nếu nói miếng đất em còn bán chậm, miếng đất này dễ mua dễ bán. Vậy về giá đúng lúc, đúng nơi, đúng người, đúng việc thì sẽ có người mua. Dư giả lại là có người mua, người ta nói em giá kêu hơi cao nên người ta nín luôn. Hai người như thế là giờ nếu em cảm thấy cái gì đó nó xì xích như mình muốn bán, kêu sát giá một chút, chứ đừng có kêu cao quá. Bây giờ cái thời điểm thì đất lên thiệt, nhưng nhà nước có một cái lệnh cấm là không cho phiêu. Đất em thì dễ bán hơn đất của em nữa. Đất em không có người mua mà em giấy xong là có người ta mua bán xong. Đó là trong cô chỉ rồi đó. Đó là có những cái hài cốt của nhân linh ở đó, nó gọi là nó u tối. Cái người đó bây giờ là lấy cốt hết rồi, nhưng mà người ta tới thấy miếng đất em, người ta dầm dầm cái ta đi à. Miếng đất này thì dễ bán mà nói vậy. Dạ. Đi gan không có sai đâu. Thôi vậy thì để nói lại nữa là tôi sẽ giúp được. Dạ, rồi. Rồi, dắt đi cô qua cô đi.